Con xin chào tất cả các bác, các cô, các chú cùng các bạn đã xem kênh. Con cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ, theo dõi và động viên con trong suốt thời gian qua. Hôm nay bên giúp con về tiếp nhiều mẫu đồ kiểu đẹp. Cả nhà ủng hộ mình thì liên hệ theo số Zalo này giúp mình 098 809 1712. Mẫu đầu tiên mình giới thiệu đến cả nhà là mẫu bộ đồ công sở nữ. Giá lẻ của bộ đồ này là 549k. Xét đồ này mình có 5 tông màu là màu trắng, màu đen, màu xanh, màu vàng bò và màu lâu nhẹ. Bạn nào ưng màu nào thì nhắn tin cho mình. Mẫu bộ đồ này của mình là quần ống suông và áo bếp lum. Mặc thì cực kỳ là sang chảnh. Và mẫu áo sơ mi thứ hai là mình giới thiệu đến cả nhà với chất liệu thô lụa Mỹ, không nhăn, và cực kỳ là mát về mùa hè. Mình có bốn tông màu là màu xanh, màu trắng và kẻ đen trắng và mẫu áo này của mình là áo dáng cộc có bo. Sang xét đồ thứ ba của mình là mẫu chân váy. Cực kỳ đẹp. Mình có ba size là size S đến size L. Giá lẻ của mẫu chân đầm này của mình là 329k. Và mẫu thứ tư của mình là em sơ mi xinh và sang chảnh. Với mẫu sơ mi này mình có 3 màu là màu hồng, màu trắng và màu xanh với 3 size từ size S đến size L. Giá bán lẻ bên mình là 289k. Và set đồ tiếp theo Của bên mình là áo sơ mi tơ lấp túi. Về full màu cùng với chân bom cũng về đủ ạ. Áo bên mình áo lẻ là 205 9K và chân váy là 289K. Đây là set đồ vừa sang chảnh vừa lịch sự cho chị em mình lựa chọn. Áo sơ mi thì cá tính cùng với hai lắp túi ở hai bên ngực. Với nhiều tông màu rất là trẻ trung và năng động. Và mẫu cuối cùng của bên mình là mẫu áo trễ vai cùng với nhiều tông màu và họa tiết. Mẫu đầu tiên bên mình là hàng trơn. Và mẫu thứ hai bên mình là hàng hoa và họa tiết. Giá lẻ chỉ có 259k. Cả nhà ủng hộ mình thì liên hệ theo số Zalo này giúp mình 0988091712. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.